Tiếp theo là một ví dụ về hệ số co giãn. Thì cho hàm sản xuất ngắn hạn, tính hệ số co giãn của sản lượng Q, Q là hàm, và theo cái lao động, và nêu ý nghĩa của nó. Và cái hệ số co giãn này chúng ta sẽ tính ở mức lao động nào đó, tức là mức lao động tùy ý. Thì để làm bài này thì chúng ta phải nhớ lại cái định nghĩa hệ số co giãn. Thì hệ số co giãn của cái biến y của cái hàm y theo biến x tại điểm x0, nó sẽ bằng giá trị đạo hàm tại điểm x0 và chia cho giá trị hàm số tại x0 và nhân cho x0. Thì đối với bài này thì cái hàm y là mình thay bằng q là sản lượng, còn cái biến x mình thay bằng l tức là lao động. Như vậy thì mình cần tính hệ số co giãn của hệ số co giãn của cái sản lượng theo lao động. Thì hệ số co giãn của sản lượng theo lao động là epsilon, sản lượng là q, lao động là l. Vậy thì mình sẽ ghi là epsilon qL mà tại cái điểm L tùy ý. Tại cái điểm L tùy ý thì lúc này nó sẽ bằng F phẩy hay là Q phẩy. Hàm mình hàm Q cho nên đây mình ghi Q phẩy theo biến L và chia cho QL. Thì L đây là điểm tùy ý và mình nhân cho L. Còn nếu L là bằng L0 thì chỗ này mình sẽ ghi L0. Đó. Thì bây giờ đạo hàm của hàm này tại theo biến L đó thì nó sẽ bằng alpha. Nó có cái hằng số a, vậy thì mình ghi hằng số a trước. A rồi nhân cho alpha. Nhân cho L mũ alpha trừ 1. Là lý do là chúng ta có cái công thức đạo hàm này nè các em. Chúng ta có công thức đạo hàm là x mũ alpha, mà đạo hàm á thì nó ra alpha nhân x mũ alpha trừ 1. Tức là x là biến, alpha là một cái hằng số. Thì ở đây là L là biến và chúng ta đạo hàm theo biến L nên ra như thế. Còn cái QL thì mình viết lại thôi. Cái này là chính là QL nè. Không, cái này chính là QL luôn đó. Đó, QL. QL thì nó bằng A nhân cho L mũ alpha. Và sau đó chúng ta sẽ nhân thêm L này nữa. Nhân L này nữa. Thì em lưu ý là L mà mũ alpha trừ 1 đó, mình nhân thêm L nữa thì nó ra L mũ alpha. Vì thì ở trên đây nó có L mũ alpha. À, ở chỗ này. Thì mình ghi là A nhân L mũ alpha. Rồi nhân cho alpha nè. Alpha nè. Rồi dưới đây thì nó là A nhân L mũ alpha. Và chia ra thì nó còn alpha. Đấy. Như vậy thì chỗ này là mình tính tại L tùy ý thì nó ra của alpha, nó không còn phụ thuộc L nữa. Thì vậy thì ở đây mình ghi ý nghĩa của nó. Ý nghĩa. Nghĩa là tại mọi mức sử dụng lao động. Nếu lao động là L đó mà nó tăng 1%, tăng 1% thì sản lượng là Q đó mình ghi là sản lượng Q nó sẽ tăng xấp xỉ, tăng xấp xỉ là alpha phần trăm. Lý do là alpha này là số dương rồi, alpha này số dương rồi cho nên là mình ghi alpha phần trăm luôn, khỏi ghi cái giá trị tuyệt đối.